Người cao tuổi, hội nông dân cùng các ban ngành đoàn thể trong thôn, trong xã. Cụ Lê Thị Đễ sinh năm 1942, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù cụ đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, con cháu tận tình chăm sóc, nhưng do tuổi cao bệnh trọng, cụ không vượt qua được số mệnh, cụ đã lặng lẽ chút hơi thở cuối cùng của hồi 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 2020, tức 11 giờ 30 phút ngày 8 tháng 4 năm Canh Tý, cụ hưởng thọ 79 tuổi. Kính thưa một cụ, kính thưa toàn thể gia quyến, trong thời gian linh cữu của được quán tài gia, cụ đã được họ hàng ở ngoài, con cháu gần xa, bạn bè thân bằng cố hữu của gia đình, bà con lối xóm, thân gia, liên gia đến cúng viếng và chia buồn cùng gia quyến. Được sự thống nhất của ban tang lễ và gia đình, đã đến giờ đưa linh cứu cụ ra xe tang về nơi an táng. Trước khi ngừng lời, tôi đề nghị mọi người có mặt bên linh cứu cụ dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Rồi, lễ di quan xin được bắt đầu. Thank you.
Thank you.